Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Israel đã vô hiệu hóa sức chiến đấu của 10 trên 24 tiểu đoàn Hamas. Ngoài ra, IDF đã lần đầu tiên thông báo về quy mô và thành phần các đơn vị Hamas. Theo đó, Hamas có 30.000 tay súng chia làm 5 lữ đoàn với 24 tiểu đoàn. Mỗi tiểu đoàn có hơn 1.000 người, chia thành các đơn vị như đơn vị sử dụng tên lửa chống tăng, đơn vị bán tỉa, đơn vị đường không, sử dụng UAV và dù lượn. Trong một tin liên quan, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy binh lính thuộc lữ đoàn Golani của IDF đã chụp ảnh cùng quốc kỳ Israel bên trong tòa nhà quốc hội tại thành phố Gaza sau khi chiếm được địa điểm này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan tuyên bố Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza. Ông khẳng định lực lượng này đang chạy về phía nam. Tòa nhà quốc hội Gaza là nơi hội họp của các nhà lập pháp Hamas từ khi phong trào này kiểm soát giải Gaza vào năm 2007. Trước đó, quân đội Israel cho biết lữ đoàn bộ binh Nahan thuộc quân đội nước này đã chiếm được một thành trì quan trọng của Hamas, được gọi là tiền đồn 17, nằm ở phía tây Jabalia. Các binh sĩ đã chiến đấu với các tay súng Hamas và thành viên phong trào thánh chiến Hồi giáo bên trong thành trì. Cuộc giao tranh diễn ra cả trên mặt đất và theo tuyến đường ngầm trong khu vực. IDF cho biết thêm, các lực lượng Israel đã thu được nhiều loại vũ khí và xác định vị trí nhiều đường hầm trước đây chưa phát hiện. Trong đó, có một đường hầm nằm cạnh một trường mẫu giáo dẫn tới một tuyến đường ngầm rộng rãi. Ngoài ra, các lực lượng Israel còn tìm thấy kế hoạch tác chiến quan trọng của Hamas ở tiền đồn 17. Trong một diễn biến liên quan, các lực lượng Israel hoạt động tại giải Gaza đã phát hiện một xưởng sản xuất máy bay không người lái UAV và kho vũ khí của Hamas bên trong một tòa nhà dân cư. IDF cho biết Tòa nhà này nằm ở khu sách Radwan của thành phố Gaza, bên cạnh một trường học và liền kề với địa điểm sản xuất cùng kho vũ khí là phòng ngủ dành cho trẻ em. Đoạn phim phát đi cho thấy các lực lượng Israel tìm thấy một số UAV của Hamas trong tòa nhà, cũng như thiết bị được sử dụng để chế tạo UAV cùng hướng dẫn chế tạo thiết bị nổ. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, người phát ngôn IDF cho biết hành lang sơ tán sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ngoài ra, tất cả thường dân bị mắc kẹt ở phía Bắc sẽ có thể đi về phía đông tới đường cao tốc chính Sala Andin trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều để đến khu vực phía nam Wadi Gaza. Theo tuyên bố, động thái tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo cũng sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại thị trấn Rafah của Palestine. Bên cạnh việc sơ tán người dân ở dài Gaza, thì quốc tế trong thời gian qua đã nỗ lực để thiết lập một hành lang nhân đạo để vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán người bị thương. Bởi hàng ngàn tấn hàng viện trợ đã được huy động nhưng hiện vẫn chưa có giải pháp nào hiệu quả để có thể vận chuyển chúng vào gaza với hành lang hàng hải này các tổ chức cứu trợ quốc tế có thể dễ dàng tiếp cận với người dân giải gaza hơn thay vì phải trông chờ vào cửa khẩu rafah cửa khẩu duy nhất của ai cập còn kết nối với gaza ở thời điểm hiện tại thế nhưng giải pháp hành lang hàng hải này vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết đầu tiên đó là việc israel sẽ muốn xác minh bản chất của các hàng hóa được cứu trợ và cộng đồng quốc tế sẽ phải đảm bảo rằng lô hàng cứu trợ được đưa đến tay người dân. Tình hình tại giải Gaza đã trở nên đặc biệt khó khăn, nhất là đối với bệnh nhân ở các bệnh viện Bắc giải Gaza, vốn không thể di chuyển do thương tích, bệnh tật. Một mục tiêu quan trọng khác của hội nghị đó là đánh giá tổng quan về tình hình tại khu vực và thảo luận về viện trợ lương thực, thiết bị y tế và năng lượng, qua đó tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột này. Hiện có rất nhiều giải pháp viện trợ nhân đạo được đặt ra, nhưng trên thực tế lại tiến triển khá chậm chạp vì những lý do khách quan liên quan đến tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực. Đây cũng là dịp để cộng đồng quốc tế có thể tập trung thống nhất và triển khai một cách bài bản các đề xuất về giải pháp nhân đạo cho Gaza như thả dù thiết bị y tế, thành lập bệnh viện giã chiến, dự án hành lang hàng hải hay thậm chí là không vận. Theo báo đo cho về của Đức, số người Ukraine sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự đã giảm dần trong 20 tháng kể từ khi xung đột với Nga nổ ra tướng Valery Zaludny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cũng đã nêu vấn đề này trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Economist của Anh. Ông Zaludny nói với tạp chí Anh, tính chất kéo dài của cuộc xung đột, những lỗ hỏng về pháp lý liên quan đến việc huy động làm giảm đáng kể động lực của công dân phục vụ trong quân đội. Nhà tâm lý học quân sự Andriy Kozinchak, người cũng là sĩ quan ở tiền tuyến, chia sẻ đánh giá này. Ông Kozinchak nói với Deutsche Welle, chúng tôi sắp hết binh sĩ ở tiền tuyến, họ đang thương vong dần, bị bệnh hoặc già đi. Cô Jin Chắc chia sẻ, ba người lính trong tiểu đoàn của tôi đã phục viên vì họ bước sang tuổi 60. Bản thân tôi hiện đang nằm viện, không có con người, chúng tôi sẽ không thể làm được gì. Ngay cả khi có máy bay không người lái, xe tăng và máy bay chiến đấu hiện đại, chúng đều do con người điều khiển. Các chỉ huy Ukraine khác cũng đã công khai tuyên bố rằng quân đội nước này phải được mở rộng, củng cố các đơn vị và thực hiện luân chuyển. Quân đội Ukraine cho biết một vấn đề là không có thời hạn rõ ràng cho việc xuất ngũ của những binh sĩ hiện đã phục vụ hơn một năm rưỡi. Điều này khiến những người thực sự muốn gia nhập quân đội từ bỏ. Do đó, chính phủ Ukraine đang tìm mọi cách để khiến việc đăng ký nghĩa vụ quân sự trở nên dễ dàng hơn. Bộ chuyển đổi kỹ thuật số đã đưa ra một dự án thí điểm huy động thông minh để cho phép người Ukraine tự tìm kiếm những công việc phù hợp trong quân đội. Phó Thủ tướng Ukraine Mikhailo Fedoro, người giám sát dự án cho biết, họ có thể quyết định điều khiển máy bay không người lái hoặc thậm chí nói chung chỉ phục vụ cho đơn vị máy bay không người lái chiến đấu. Họ có thể là kỹ sư chiến đấu hoặc người lái xe, tất cả các công việc đều có sẵn. Điều quan trọng nhất là nếu một người nộp đơn và vượt qua các bước khám tuyển, họ sẽ được đào tạo và chắc chắn sẽ được gia nhập một đại đội máy bay không người lái chiến đấu. Họ chắc chắn sẽ nhận được công việc đã đăng ký. Một ý tưởng để tăng cường tuyển dụng là cung cấp cho những tân binh tiềm năng một bản mô tả chi tiết và trung thực về những ưu điểm và nhược điểm của nhiệm vụ. Một ví dụ điển hình, theo chuyên gia an ninh Oleksiy Menik, từ trung tâm nghiên cứu Razumkov ở Kiev là chiến dịch tuyển mộ lữ đoàn xung kích số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine. Quảng cáo tuyển dụng của họ không chỉ được đưa lên trên các áp phích ở các thành phố mà còn trên mạng xã hội. Chuyên gia Menik cho rằng một chiến dịch như vậy hiệu quả hơn nhiều so với việc triệu tập đến các trung tâm đăng ký nhập ngũ của quân đội. Cách tiếp cận cơ bản là phục vụ tự nguyện và cung cấp thông tin tốt. Chuyên gia Menick nói đây là cách tạo động lực cho những người đáp ứng tốt các yêu cầu. Cách tiếp cận này dường như là trọng tâm của chính sách tuyển dụng mới có thời hạn đến năm 2028, đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận. Kế hoạch là giới thiệu dịch vụ trên cơ sở hợp đồng, nghĩa vụ quân sự bắt buộc dường như sẽ được thay thế bằng việc huấn luyện quân sự chuyên sâu cho công dân trong tuổi nhập ngũ. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này sẽ sử dụng cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm để phát triển một hệ thống hiệu quả nhằm tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp và năng động cho lực lượng vũ trang. Chính sách mới cũng sẽ tính đến việc đào tạo và phát triển chuyên môn của quân nhân cũng như vấn đề bình đẳng giới. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã cam kết với quân nhân về việc trả lương hiệu quả và minh bạch cùng với chỗ ở được đảm bảo. Trong một bài đăng trên Telegram, kênh Erada thân Ukraine cho biết, tính đến ngày 13 tháng 11, lực lượng Nga đã tập trung 7 máy bay ném bom Tu-95MS và 4 máy bay ném bom Tu-160 tại căn cứ không quân Engel ở vùng Saratov. Theo hình ảnh vệ tinh được công bố, có tổng 11 máy bay ném bom chiến lược tầm xa, trong đó 7 máy bay ném bom Tu-95MS đỗ cạnh nhau và 4 máy bay ném bom Tu-160 nằm dài rác ở đầu phía bắc của sân bay. Đáng chú ý, các bức ảnh được công bố cho thấy các thùng chứa tên lửa đặt gần máy bay ném bom Tu-95MS. Theo nguồn dữ liệu quân sự, vào cuối tháng 9, Engel chỉ xuất hiện 5 máy bay ném bom Tu-95MS và 2 máy bay ném bom Tu-160. Giới quan sát quân sự chỉ ra rằng, sự gia tăng số lượng máy bay gần như gấp đôi chỉ trong một tháng là hoạt động bất thường, làm dấy lên suy đoán về khả năng Nga chuẩn bị cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Trước đó, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang sở hữu 870 tên lửa có tầm bắn hơn 300 km và nhiều tên lửa trong số đó sẽ được Nga sử dụng tấn công Ukraine trong mùa đông. Vadim Skibitsky, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông tiết lộ rằng, trong tháng 10 năm 2023, Nga đã sản xuất 115 tên lửa có độ chính xác cao với tầm bắn hiệu quả hơn 300 km Số vũ khí này đã nâng tổng số tên lửa hiện có trong kho của Nga lên con số 870. Quan chức này cho biết trong tổng số 870 tên lửa, có 290 tên lửa đạn đạo và hành trình cho hệ thống Iskander, khoảng 165 tên lửa hành trình phóng từ biển Kalip, 160 tên lửa hành trình phóng từ máy bay cận âm KH101, KH555, KH555, 150 tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ trên không KH22, KH32 và 80 tên lửa siêu thanh phóng từ trên không Kinza. Tình báo quốc phòng Ukraine cũng đánh giá Nga có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn vào hệ thống cung cấp điện của Ukraine để tạo ra hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo Nga đang tích trữ kho tên lửa hành trình phóng từ trên không với số lượng đáng kể bằng cách tăng cường sản xuất và giảm số lượng vũ khí sử dụng trước mùa đông. Các UAV cũng là một vũ khí quan trọng trong kho vũ khí tấn công mùa đông của Nga. Các UAV cảm tử Shahed 136 do Iran sản xuất đã được sử dụng thường xuyên trong suốt cuộc xung đột, bao gồm cả trong cuộc tấn công năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Dù vậy, nguồn cung UAV này của Nga đang giảm do chúng trở thành mục tiêu bị phá hủy của các lực lượng Ukraine. Ông Skibitsky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng gần đây Nga bắt đầu tăng cường sản xuất UAV nội địa, sử dụng các nguyên liệu từ Iran, Moscow được cho là cách không xa mục tiêu sản xuất 200 UAV mỗi tháng. Không lâu trước khi mùa đông tới, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, đặc biệt tại khu vực Kherson. Cuộc phản công của Ukraine diễn ra với nhịp độ chậm hơn kỳ vọng và Kiev đang đứng trước sức ép to lớn để tiến công vào mùa đông. Thời tiết khắc nghiệt có thể khiến các cuộc tấn công diễn ra chậm hơn.